Xin kính chào mọi người. Tôi là chủ đền của đền Đồng Tâm, tên Trần, Trần Thị Huyền, pháp danh Bích Ngọc, được sang Tây để giữ nền văn hóa Việt, là con mẫu, tự hào là con Việt, tiền Phật hậu mẫu tại phủ Đồng Tâm, tại thành hoàng Erfurt, nước Cộng hòa Liên bang Đức, đã lập lên được chánh điện gọi Bảo điện Đồng Tâm, thờ mẫu để giữ gìn nền văn hóa tín ngưỡng tâm linh. Thờ mẫu là nét đẹp của người con Việt, thờ tổ tiên, nhớ về nguồn cội với mong nguyện giữ gìn nền văn hóa cho đời này thế hệ sau. Tôi đã phát huy nét đẹp của đạo thờ mẫu cho các thanh đồng đạo quan học đạo học đời, hầu đồng hầu mẫu với phong cách giữ nền văn hóa Việt và giữ nét đẹp của người Việt để cho các bạn ở phương Tây nói chung và Đức Quốc nói riêng được biết về đạo của Việt, đạo mẫu, đạo Phật. Và với mong nguyện to lớn đó, phủ Đồng Tâm đang dần dần được tô điểm sang trang thành chùa Đồng Tâm, trên thờ Phật dưới linh thờ mẫu gọi tiền Phật hậu mẫu, là một người đại diện cho nền văn hóa gìn giữ nét đẹp đạo mẫu của người Việt. Tôi xin kính chúc tất cả các thanh đồng đạo đến gần xa, trong nước ngoài nước, luôn được tự hào về niềm tin, niềm yêu thương là con mẫu, là con Việt, và ước mong có chùa Phật, có cảnh mẫu, có tứ phủ, có sự đoàn kết yêu thương gắn bó người Việt Nam xa xứ để gần nhau hơn, yêu thương nhau hơn, nâng đỡ nhau hơn trong lúc xa quê nhớ nhà. Tôi rất mong gần xa các bạn hướng về Đồng Tâm, Đồng Tâm hiệp lực như một mái nhà chung, về nơi đây như về lại chính ngôi nhà của mình, nhớ về nguồn cội Việt Nam, quốc tổ Đại Hồng, nhớ về ông bà tổ tiên, nhớ về những nền văn hóa nét đẹp, yêu thương, đùm bọc, nâng đỡ của người con Việt. Và đến ngày hôm nay, sau một thời gian dài dựng xây, ngôi nhà Đồng Tâm đã được chính thức trên pháp luật người Tây xin gọi là Hội Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại thành hoàng Erfurt, nước Cộng hòa Liên bang Đức, đã được tròn 10 năm và được Giáo hội Phật giáo Việt Nam công nhận là nơi trên thờ Phật dưới linh thờ mẫu tròn 8 năm, được sự gia trì của chư tôn thượng tọa chư đại đức tăng ni đã ký cho con Phúc, con Phật, con mẫu Trần Thị Huyền pháp danh Bích Ngọc để đại diện cho người con Phật, người con mẫu cùng hướng về một nguồn cội, một niềm an vui, thờ Phật, thờ mẫu mang lại hạnh phúc, an lạc và thành công trong cuộc sống và trong tu đạo, tu đời. Mong nguyện này xin được gửi điều lành, chúc phúc cho tất cả mọi gia đình, quyến hữu, gần xa, trong nước, ngoài nước đều được phần lợi lạc, an lành và một cuộc sống an khang, hạnh phúc nhất. Xin kính chúc cả nhà một ngày an lạc. A Di Đà Phật.